nhân sự cho ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Giới phân tích quốc tế và truyền thông phương Tây đều cho rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Đồng thời, ông sẽ nắm trọn quyền lực lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội đảng lần thứ 14 tới đây, ngay sau khi Tổng Trọng qua đời. Theo thông báo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành quyền Tổng Bí thư. Với lý do trước khi chết, ông Trọng đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với ông Tô Lâm sẽ tiếp tục duy trì công cuộc đốt lò chống tham nhũng do ông Trọng để lại. Theo giới phân tích, Chủ tịch Tô Lâm vốn là một cựu Bộ trưởng Bộ Công an, là người có khả năng nhất trong việc lèo lái con thuyền Việt Nam, vốn đang đối mặt với thách thức địa chính trị từ Trung Quốc. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo của Hà Nội hy vọng ông Tô Lâm có đủ kinh nghiệm để duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để đảm bảo quyền lợi chính trị cũng như kinh tế của Việt Nam. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của Đại hội 13, đã có tới gần một nửa số ủy viên Bộ Chính trị phải khăn gói ra đi. Do đó, thông báo của Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 7 cho thấy, về cơ bản trong nội bộ lãnh đạo cấp cao đã có sự đồng thuận thì dù chưa phải là tuyệt đối về việc ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 tới đây. Theo quy định số 214 của Bộ Chính trị tại thời điểm hiện nay, chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đủ tiêu chuẩn để thành ứng viên chức Tổng Bí thư, do đã có ít nhất chọn một nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là một sự thay đổi, thay thế tốt hơn cho vị trí của ông Trọng. Ông Phạm Minh Chính không thể vừa là Thủ tướng Chính phủ, vừa giữ cương vị Tổng Bí thư. Từ nay tới Đại hội lần thứ 14 còn rất nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Chủ tịch Tô Lâm đang ở tình thế có ít sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cấp cao và các ứng viên trong cuộc đua, ai cũng có con bài tủ của riêng mình. Nhà báo Prout mới đây đã nhận xét hiện chỉ còn một người có khả năng ngáng đường ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Do đó, vấn đề còn phụ thuộc vào việc ông Tô Lâm có thể lôi kéo đủ số đồng minh hay không. Cơ hội cho Đại tướng Lương Cường là thường trực Ban Bí thư thì vẫn còn. Vì đến Đại hội lần thứ 14, ông Lương Cường đã làm chọn một nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị, tức là thỏa mãn quy định số 214 cho điều kiện ứng cử chức vụ Tổng Bí thư. Hơn nữa, theo các nguyên tắc của điều lệ Đảng quy định, thường trực Ban Bí thư tương đương Phó Tổng Bí thư sẽ thay thế cho Tổng Bí thư để điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, cho đến lúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường bầu ra Tổng Bí thư mới. Từ nay đến Đại hội lần thứ 14 còn 16 tháng là thời gian đủ dài để ban đảng và các tướng lĩnh quân đội có thể xoay chuyển tình thế. Cho nên cũng không loại trừ khả năng thường trực Ban Bí thư Lương Cường có thể bất ngờ vượt lên. Quy định số 214 còn có tiêu chuẩn là trường hợp đặc biệt dành cho ứng viên và chức danh Tổng Bí thư. Theo đó, ứng viên cũng có thể không hội đủ một số tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp này sẽ do 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức biểu quyết để mà quyết định. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi ứng viên phải có uy tín để mà nhận được sự tín nhiệm của một số đông. Đây cũng là điều hạn chế với Chủ tịch Tô Lâm. Nhưng ngược lại là lợi thế của Thủ tướng Phạm Minh Chính và thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Vạn vật luôn vận động, chính trị Việt Nam cũng như vậy. Do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng ai sẽ là Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Bài học kinh nghiệm vào cuối năm 2015 cho thấy, lúc đó hầu hết giới quan sát và phân tích chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế đều cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thua cuộc trước Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong cuộc đua quyền lực và chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 12. Nhưng cuối cùng thì ông Trọng đã lật ngược được thế cờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nhân sự cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao trong lúc này tôi chủ tịch phải cảnh giác Thủ tướng Phạm Minh Chính hơn bao giờ hết? Sự ra đi của ông Trọng, người vốn đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong đảng, sẽ dẫn việc chuyển giao quyền lực cho Tô Lâm không suôn sẻ như mong muốn. Chủ tịch Tô Lâm là một nhân vật được đánh giá là quyền lực nhất hiện nay và cũng có rất nhiều kẻ thù trong ban lãnh đạo cấp cao. Liệu những người từng là nạn nhân của Tô Lâm và Tổng Trọng có tập hợp để hình thành một liên minh nhằm tính sổ với Tô Lâm một cách sòng phẳng hay không? Trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị tạm quyền lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì rõ ràng đang chiếm lợi thế hơn hẳn.
Tuy nhiên, việc Bộ Chính trị giới hạn theo trách nhiệm quyền hạn lại trở thành những ràng buộc đối với ông Tô Lâm khi còn không còn sự hậu thuẫn quyền lực của Tổng Trọng. Theo giới phân tích, trong thời điểm hiện nay, sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ của Đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời, Chủ tịch Tô Lâm cũng đang phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ. Điều đó đã có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kế nhiệm. Hiện nay, hai ứng viên là ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là lãnh đạo từ ngành công an đi lên và cùng có hai nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một nhân vật thân Bắc Kinh, được cho là sẽ được Trung Quốc lựa chọn và ủng hộ để trở thành người thay thế cho Tổng Trọng. Theo giới thạo tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính không thể đối đầu với Tô Chủ tịch về mặt quyền lực, bởi Tô Lâm có thế mạnh rất lớn trong khả năng tiếp cận thông tin tình báo và thông tin nhạy cảm là hồ sơ đen của các quan chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước tại Việt Nam. Ngay cả những cán bộ cấp cao nhất cũng bị vào hồ sơ này. Hơn ai hết, ông Chính hiểu rõ những tì vết của mình trong quá khứ. Những bê bối liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đã từng gây ra cho Thủ tướng Chính không ít phiền toái. Theo một số nhận xét, đó là lý do trong thời gian gần đây, ông Chính được cho là đã liên tiếp có các quyết định ủng hộ không giới hạn đối với Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an, tới mức khiến công luận phải nghi ngờ. Thủ tướng làm như vậy để lấy lòng Tô Lâm nhằm khẳng định tính bền vững của liên minh hời hợt giữa hai bên hay sao? Ngược lại, sau lưng của ông Tô Lâm, Thủ tướng đã có hành động, động thái vè vãn dưới chức tướng lĩnh quân đội để tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng chính trị đầy tiềm năng và quan trọng này. Ông Phạm Minh Chính được đánh giá là một chính khách có nhiều mưu mô xảo quyệt, là một con tắc kẻ hoa liên tục đổi màu. Nếu ông Tô Lâm không cảnh giác, thì có thể trở thành một nạn nhân của Thủ tướng bất cứ khi nào. Theo một số nhận định, trước Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đã tìm mọi cách để sử dụng con bài Nhàn IC với mưu đồ hất ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng. Và để đối phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là đã sử dụng hồ sơ các sai phạm của ông Trọng cách đây hơn 20 năm. Thời ông Trọng còn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là một vết chàm lớn nhất của ông Trọng liên quan đến sai phạm làm thất thoát đến 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. Cũng theo một đánh giá, đây là một đòn kết liễu chết người của Thủ tướng Chính với Tổng Trọng, mà Chủ tịch nước Tô Lâm cần phải coi đó là một bài học cảnh giác cho mình trong hoàn cảnh rối ren như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Vì sao trong lúc này Tô Lâm phải cảnh giác Thủ tướng hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.